Viện Y học biển Việt Nam, văn phòng đại diện phía Nam và phòng khám và quản lý sức khỏe lao động biển có đầy đủ tính pháp lý để khám và cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe lao động biển tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Về nhân sự, hiện nay phòng khám đã có trên 10 bác sĩ đã học xong chuyên ngành y học biển, đội ngũ cán bộ y tế đã được tham quan thực hành các thiết bị chuyên dụng cũng như khám cho thuyền viên và người đi biển tại Hải Phòng. Vigo Health là phòng khám đa khoa quốc tế đã hoạt động và phát triển 6 năm tại thành phố Hồ Chí Minh viện y học biển là một viện chuyên khoa đầu ngành về y học biển của ngành y tế cả nước đồng thời là viện y học biển đầu tiên trong khu vực đông nam á sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ góp phần làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho lao động và nhân dân trên các vùng biển đảo cũng như cấp giấy chứng chỉ sức khỏe đầu vào chứng chỉ sức khỏe định kỳ giám định bệnh nghề nghiệp cho các lao động biển và công nhân khác trong ngành công nghiệp biển